Linh Nga xin kính chào quý vị đến với chương trình Home Shopping của VietFace Mall. Trong phần giới thiệu về Eatkin Product cùng với Nguyễn Linh Nga và chuyên gia trang điểm Alex là chủ của tiệm Kugai Salon. Xin chào Alex. Chào Linh Nga. Alex cũng xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Home Shopping Network của đài VietFace Mall trên chương trình VietFace TV. Và Linh Nga, trước hết Linh Nga xin cảm ơn Alex rất nhiều là người đã trang điểm cho Linh Nga trong suốt thời gian vừa qua và mang lại sự tự tin cho Linh Nga. Cảm ơn Alex. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây thì Linh Nga xin được đi vào chi tiết của chương trình ngày hôm nay trong phần giới thiệu về sản phẩm Eatkin Product. Thưa quý vị, sản phẩm Eatkin là một cái sản phẩm hiện nay đang là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất tại Nam Hàn nói riêng. Sản phẩm này Eatkin chúng ta đánh vần là IPKN. Nó là một cái sản phẩm được ưa chuộng không riêng tại Nam Hàn mà còn trên nhiều nước khác trên thế giới với một cái số lượng khách hàng mua trong thời gian đầu khi mà cái sản phẩm này mới ra trên thị trường, thưa quý vị, là hơn 20 triệu người. 20 triệu người thưa quý vị, đó là một con số khổng lồ. Và hiện nay con số khổng lồ ấy vẫn đang tăng dần lên với một cái mức độ chóng mặt bởi những cái tính năng vượt trội của Eatkin, thưa quý vị. Và thưa quý vị, sau đây Linh Nga cũng tin chắc chắn một cái điều rằng quý vị đang đặt câu hỏi, cái sản phẩm này nó là cái gì? Nó là cái sản phẩm gì mà nó lại có một cái lượng khách hàng khủng khiếp đến vậy? Và ngay bây giờ thưa quý vị, Linh Nga và chuyên gia trang điểm Alex sẽ cùng với quý vị khám phá những chi tiết về Eatkin. Và trước hết, Alex có thể giải thích cho Linh Nga và quý vị khán thính giả cùng được biết Eatkin hay chúng ta đánh vần là IPKN nó có nghĩa là gì không? Linh Nga và quý vị có biết không? Eatkin IPKN có nghĩa là Independent Professional Korean New Yorker. Eatkin là một sản phẩm, một mỹ phẩm mang đậm không khí và phong thái của thành phố New York. Eatkin cũng là một foundation có 8 chức năng rất là hữu dụng và đặc biệt là cho làn da của phụ nữ Á Đông. 8 chức năng được quy tụ lại trong một sản phẩm nhỏ và gọn và duy nhất mà thôi. Đây này nghe. Wow, 8 chức năng thưa quý vị mà chỉ trong một cái sản phẩm rất là nhỏ và gọn như thế này. Không thể tin được thưa quý vị, nhưng mà đây lại là một sự thật. Và hơn thế nữa thưa quý vị, Eatkin là một bước đột phá kỳ diệu của công nghệ mỹ phẩm tân tiến, là một cái sản phẩm được tất cả các chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Á Đông hết sức tin dùng và ngưỡng mộ. Và bây giờ, Alex có thể nói qua về 8 chức năng này được không? Ồ được chứ, rất là đang hứng thú để nói về 8 chức năng này đây. Thưa quý vị, Eatkin có chức năng thứ nhất là Moisturizer, tạm gọi là dưỡng ẩm. Moisturizer có chức năng cân bằng độ ẩm cho làn da và giúp làn da của quý vị trở nên mịn màng và khỏe mạnh hơn. Đây là một cái chức năng cũng rất là cơ bản phải không Alex? Đúng thế. Và chức năng thứ hai của Eatkin là Primer. Primer tạm gọi là dưỡng bền. Dưỡng bền là như là một sự chuẩn bị cho làn da trước khi thoa kem nền lên. Nó làm cho da làn da chúng ta được chuẩn bị hoàn hảo trước một cái quá trình trang điểm phải không Alex? Đúng thế. Vậy thì chức năng thứ ba là chức năng gì vậy? Chức năng thứ ba rất đơn giản nhưng không thể thiếu trong sản phẩm này được. Alex, đố Nga là gì đó? Thưa quý vị, lại còn có cả đố vui có thưởng ở đây đây. Ok, để Linh Nga nghĩ xem. Alex có thể nói bật mí một cái chi tiết nào đó được không? Nga thấy không? Xung quanh mình là biết bao nhiêu bóng đèn, ít nhất là 15-16 cái. Còn ngoài trời thì chan hòa ánh nắng mặt trời. Ok, như vậy chức năng này là nó có liên quan tới ánh sáng. Vậy thì nó chắc chắn là phải bảo vệ làn da của chúng ta trước sự tàn phá của ánh nắng mặt trời. Đó phải là sunblock. Quá. Dạ thưa quý vị, chức năng thứ ba của Eatkin là sunblock SPF 30. Và chức năng thứ tư cũng không thiếu phần quan trọng trong sản phẩm này và rất cần thiết cho da của chúng ta. Đó là chức năng gì vậy Alex? Đố Nga giữ được thời gian. Trời ơi, lại còn văn thơ thế này nữa thì làm sao Linh Nga đoán ra được. Linh Nga biết thời gian nó vô tình lắm, không ai giữ được thời gian cả. Thì theo Nga, chức năng gì có thể... Đây là nói về sự vô tình của thời gian. Như vậy là thời gian cũng có thể làm lão hóa và tàn phá da chúng ta. Chức năng này chắc chắn là phải bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tác hại sự tàn phá của thời gian. Anti-wrinkle. Coi như là chống nhăn đó phải không? Đúng rồi, chống nhăn đúng không? Đúng thế.
Wow, nghe giỏi quá. Dạ thưa quý vị, chức năng thứ tư của Ipkin là anti wrinkle, tức là chống nhăn, sẽ giúp làn da của quý vị được khỏe mạnh hơn và sẽ giúp ngăn ngừa những vết nhăn chính vì thời gian đó quý vị. Như vậy là chúng ta đã đi qua là 4 chức năng rồi đúng không Alex? Đúng thế. Như vậy thì 4 chức năng cuối cùng nó sẽ là cái gì vậy? 4 chức năng cuối cùng để Alex sẽ tóm gọn 3 chức năng kế tiếp cho Nga và quý vị nghe ha. Đó là foundation, powder và makeup fixer. Foundation và powder. Powder. Hai cái này thì Linh Nga nghĩ là Linh Nga và quý vị khán thính giả đều rất là quen thuộc rồi đúng không thưa quý vị? Nhưng foundation, mà như Nga biết là makeup fixer nghe nó lạ quá, nó là cái gì vậy? Alex giải thích về foundation và powder trước. Just in case một số quý vị nào không rõ lắm, thì foundation là một kem nền mình thoa lên da để che đậy những khuyết điểm của da. Còn powder là phấn bột mình phủ lên da after foundation để giữ foundation không có trôi, giữ kem nền không trôi. Còn riêng về makeup fixer thì thường thường những nhà chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp mới xài mà thôi. Ví dụ như khi quý vị đã hoàn toàn hoàn tất khuôn mặt make up rồi đó, trang điểm khuôn mặt hoàn tất rồi như Nga đây nè, thì mình sẽ spray một lớp make up fixer, spray rất là mỏng lên da. Chức năng này giúp cho làn da không bụi bặm khỏi những môi trường chẳng hạn nè, hoặc là mưa nắng thời tiết, hoặc mình đổ mồ hôi sẽ bảo vệ làn da khỏi những điều đó. Như vậy là nó giúp cho làn da chúng ta được một cái sự hoàn hảo, hoàn tất sau một cái quá trình make up. Đúng thế, cứ như bảo vệ làn da đó. Một cái chức năng cũng rất là đặc biệt. Vậy thì cái chức năng thứ 8, tức là chức năng cuối cùng, nó là chức năng gì mà Alex vẫn chưa nhắc tới? Thưa quý vị, Alex giữ chức năng này số 8 cuối cùng bởi vì chức năng này rất đặc biệt và rất là mới. Đây là BB cream. BB cream. Alex hãy giải thích rõ hơn có được không? BB cream có nghĩa là gì trong sản phẩm Ipkin này? Thưa quý vị, BB cream là một thành tố rất đặc biệt và tuyệt vời bởi vì nó có khả năng chống lão hóa, tái tạo da, làm sáng da và đặc biệt là chống làn da khỏi ánh nắng mặt trời. Như vậy là BB cream nó có khả năng gọi là hồi sinh phải không? Đúng thế, tái tạo da hồi sinh, nhưng mà chỉ hồi sinh cho làn da mà thôi. Và quý vị có biết không, BB cream lúc đầu được sản xuất ở nước Đức do các bác sĩ chuyên về da, các dermatologist đó, họ thoa BB cream lên sau những ca mổ để vết sẹo mau lành hơn nè, hoặc sau những laser treatment về da thì họ đều thoa BB cream lên cả. Để cho tái tạo làn da và để chống ánh nắng mặt trời khỏi thấm vô da. Và Linh Nga thấy có một điều đó là, như Alex đã nói là trong BB cream thì nó cũng có cả chất chống nắng nữa. Nhưng mà Linh Nga nhớ là Alex đã trình bày là trong Ipkin đã có cái sản phẩm chống nắng là sunblock rồi. Như vậy thì có thể nói rằng là Ipkin đã tăng cường cái thành phần chống nắng lên mức gọi là cao độ. Tại sao vậy hả Alex? Như Nga đã biết đó, ngoài thời gian ra thì ánh nắng mặt trời là một kẻ thù rất là nguy hiểm đối với làn da của con người. Vì thế, các nhà sản xuất đã bỏ BB cream vô trong những mỹ phẩm của họ để tăng cường thêm sự bảo vệ cho làn da của chúng mình đó. Quả là rất là thú vị phải không Alex? Và thưa quý vị, như vậy nhờ có khả năng hồi sinh hay là tái tạo da của BB cream mà Ipkin rất là hữu hiệu trong việc làm liền sẹo và phục hồi làn da nữa, có đúng không Alex? Đúng thế ạ. Cũng như Alex đã trình bày thì 8 chức năng này nó được nó mang lại cái sự tươi mới, dưỡng bền, dưỡng ẩm, làm trắng da, rồi làm cho tái tạo da, rồi rất nhiều những cái chức năng như vậy thì giúp cho chị em rất nhiều trong quá trình make up, đúng không Alex? Đúng thế. Nhưng ai biết là tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, sở hữu mọi làn da đều có thể sử dụng Ipkin được bởi vì 8 chức năng rất là tuyệt vời của Ipkin. Nhưng mà Alex này, Linh Nga thấy có một điều lạ, đó là cái sản phẩm này Ipkin này chắc chắn là phải có một cái gì đó rất là đặc biệt nữa ngoài 8 cái chức năng vừa rồi thì nó mới giữ được cái vị trí độc tôn của nó như vậy trên cái thị trường hiện nay chứ, đúng không Alex? Đúng thế. Thưa quý vị, ngoài 8 chức năng tuyệt diệu kia ra, Ipkin còn có một sản phẩm rất đặc biệt và rất độc đáo, đó là Vibrating Puff, Alex tạm gọi là bông phấn tự động. Bông phấn tự động. Tại sao lại gọi là bông phấn tự động vậy? Thưa quý vị, nghe biết không, thường thường á, những gì sử dụng bằng pin á, thì đều gọi là tự động cả. Và bông phấn này cũng sử dụng bằng pin cho nên được gọi là bông phấn tự động. Có thể là bây giờ là Nga thấy Nga không nghe gì đâu bởi vì nó rất là êm. Nhưng khi Alex để xuống